Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Túi Gia Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên những sản phẩm mới ha. Video của Túi Gia Nhật Cần Thơ lên từ lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất ha. Và số điện thoại của shop 0973 952 507. Cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho shop hoặc nhắn tin qua Zalo đều được ha. Đầu tiên đó là một sợi dây nịt ha. Sợi dây nịt thương hiệu là Dập Nổi đây. Và đầu dây thép không rỉ, da rất là chắc ha. Ở đây để mình xỏ lỗ vô đây. Và bản dây, bản dây là 3cm. Từ cái lỗ đầu tiên, lỗ đầu tiên là 88 ha, lỗ cuối cùng là 93, và chiều dài của sợi dây nịt là 105. Lên dùm shop một mã 5567 ha, 400 5567 400. Khi mua dây sợi dây nịt thì mình chú ý dùm shop là lỗ đầu tiên với lỗ cuối cùng ha, với cái bảng dây. Và cái đó, đó là một sợi dây nịt thương hiệu Valentino đây. Khoen khóa rất là sáng ha, dập thương hiệu Valentino. Đó. Và ở đây là chỗ xô lỗ ha, da thật hết. Và ở dưới dập thương hiệu Valentino. Ở đây dập thương hiệu Valentino ha. Và lỗ đầu tiên là 70 ha, lỗ cuối cùng là 87, và chiều dài sợi dây nịt là 96. Bảng dây nịt là 3cm, thương hiệu Valentino, da rất là chắc và đẹp. Lên nhịp shop một mã là 5551 ha, 420. Và kế đến còn một sợi dây nịt nữa ha, đây dây nịt, và ở đây là cái đầu dây nịt ha, mình mang vào, và thương hiệu WSL đây, dập thương hiệu WSL đây ha, dưới đây khoen khóa dập thương hiệu WSL, và chờ sợi dây nịt ra ha. Ở đây dập thương hiệu WSL. Và lỗ đầu tiên 71, lỗ cuối cùng 78, và bảng dây là chiều dài sợi dây nịt là 88 ha. Bảng sợi dây nịt là 2.9 cm. Lên dùm shop một mã là 5513 ha, 420. 5513 420. Và cái đến đó là một sờ bông ha. Một thương hiệu Dập Nổi đây. Và rất là thơm. Ba sờ bông cục như thế này. Hàng từ Nhật về ha, đây, chữ của tiếng Nhật. Sờ bông Nhật rất là thơm nha. Ở đây nó sẽ còn full hộp, dập thương hiệu ở trong, ba cục ha, ba cục sà bông. Lên dùm shop một mã 5535 ha, 250. 5535 250. Và cái đến đó là một chiếc kính có thương hiệu ha, đây kính này thì thương hiệu là Đinh Hiu ở bên trong đó, thương hiệu Đinh Hiu, và made in USA ha, Australia chứ, Australia. Và kính này là dạng kính cận nha, kính cận, về mình sẽ cắt kính lại ha,
và những cái gọng này thì thương hiệu Đinh Hiu hết. Chiều dài của cái này là 135 chiều dài của cái tai ha, và cái hốc mắt, hốc hai cái này là 19. Chiều dài giữa khoảng hai cái hốc này là 19 và trồng là 54 ha, 54 là cái khoảng cách giữa cái này là 54. Khoảng cách giữa hai cái tâm mắt chứ, hai cái tâm mắt. Ở đây nó sẽ có cái kích thước ha, cái kích thước về mình xem dùm shop ha. 54 40. Để shop xem lại nha. 40. Đó là khoảng cách giữa hai cái tâm ngay chỗ này là 54. Thương hiệu Đinh Hiu. Thương hiệu Đinh Hiu made in Australia, thương hiệu này gia công tại Úc ha. Lên dùm shop một mã 5560 ha, 5560, 550. Này là gọng cận nha, gọng cận. Và cái đến đó là một và thương hiệu Cod. Thương hiệu Cod. Này là kính mát ha, kính mát thương hiệu Cod. Và bên trong sẽ còn dập thương hiệu Cod tới đây. Và đây là miếng lao kính. Còn hộp, hộp rất là đẹp ha. Hộp như thế này. Bên trong thì đây, đây là chiếc kính. Và ở đây sẽ phối hai bên ha, hai bên kính nó sẽ có những cái hoa văn. Và chiều dài cái tay kính là 215. Ủa, chiều dài của cái tay kính này là 125 chứ, 125. Và khoảng cách giữa hốc mắt thì sắp xem được không? Chữ này nhỏ quá. Khoảng cách giữa hốc mắt là 16, giữa hai tâm, tâm kính là 60. Này, giữa hai cái này là 60 và giữa hai cái hốc này là 16. Và cái tai kính là 125. Thương hiệu Cod. Đây. Đó. Kính này là kính mát nha, mình mang vào. Rất là mát mát ha. Lên dùm shop một mã. 5532 850 ha. 5532 850. Cái này thì mình về mình dán keo lại ha, dán keo lại cái đồ để mình kính như thế này. Đó, rất là ok ha. Lên dùm shop mã là 5532 850, thương hiệu Cod. Và cái đến đó là một chiếc ví thẻ. Này là họa tiết rất là đẹp. Sẽ có một cái nút để mình mở ra. Ở đây để mình đựng chìa khóa ha. Và bên trong da rất là dày, đựng móc đựng chìa khóa mình gắn vào đây. Lên dùm shop mã là 5523 150, 5523 150 ha. Đó, để mình gài lại như thế này rất là xinh xắn và đẹp luôn. Và này là Yahoo phủ sơn mài. Bên trong thì ở đây sẽ có một cái chỗ để mình đựng những cái ví ha, những cái thẻ như thế này. Và
ở đây để đựng chìa khóa ha. Đây là Yahoo phủ sơn mài rất là đẹp. Lên dịch shop một mã là 5520 150, 5520 150. Ở đây nó sẽ có một khóa cáo miệng đây, bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, và thương hiệu Michael Kors, một ngăn đây, bên trong đựng cặp physics chế tài thân, một ngăn đây và một ngăn đây, và một ngăn đây và một ngăn đây, và thương hiệu Michael Kors, ở đây đựng cặp physics chế tài thân, thương hiệu Michael Kors, bên trong ha, lên dùm shop một mã là 5505 350, 5505 350 ha, Michael Kors khá là đẹp ở đây. Và kế đến đó là một vài chiếc ví thương hiệu Coth ở đây, dạp thương hiệu Coth, chất liệu là da canvas của hãng Coth ha, khá là đẹp. Và sẽ có một khóa cái miệng ở đây, thì bên trong một ngăn đây, đây đựng cảm physics tài tự thân, một ngăn đây đựng cảm physics tài tự thân, một ngăn đây là sập đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 5505 300, 5505 300. Những chiếc ví dài là sẽ đựng vừa điện thoại hết ha. Và cái đến đó là một set xà bông thương hiệu dập nổi ở đây, chữ tiếng Nhật ha. Và con hộp đây xà bông ha, rất là thơm, dập thương hiệu ở đây đó, mình có thể làm quà tặng vợ ha, thương hiệu Coty, hoặc là tặng người thân đó. Dập thương hiệu đây, thương hiệu này của Pháp ha, hàng thì từ Nhật về đó. Lên dịp shop một mã là 5531 ha, 108, 5531 108. Và ở đây sẽ là một cái ví thẻ thương hiệu Bass Smith, và sẽ có một nút để mình mở ra, thì bên trong một ngăn ở đây và một ngăn đây và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Mà một cái nút để mình gài lại đây, ở đây đựng chìa khóa. Lên dịch shop mã là 5525 200, 5525 200. Và cái đến đó là một xà bông ha, đây xà bông còn full hộp, thương hiệu dập nổi đây, thương hiệu này của Pháp ha. Và đây như mình mở ra thì bên trong dập thương hiệu Coty đó, rất là thơm. Một cái mùi này nó sẽ dễ chịu ha, rất là dễ chịu ha. Màu này là màu xanh, dập thương hiệu Coty. Lên dùm shop một mã là 5533 ha, 5533 108. Và cái đến đó là một chiếc ví ha, ví này là da kỳ nhông thật ha, màu này là màu xanh rêu, có một cái nút để mình mở ra, thì bên trong đây đựng cả physics tài tùy thân, một ngăn đây và một ngăn đây, lót bên trong là sạch đẹp và có một cái nút để mình gài lại như thế này, và một nút ở đây, thì bên trong lót sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã 5499 ha, 350, 5499 350, và một cái nút mình gài lại như thế này, rất là chắc ha, da kỳ nhông, 5499 350. Và cái đến đó là một chiếc ví một chiếc này để đựng điện thoại ha, và phía sau một ngăn đây và một ngăn đây hết 500 ha. Và đây nó sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, bên trong đựng điện thoại đây, một ngăn đây và một ngăn đây, có một khóa cáo miệng, bên trong là sạch đẹp hết ha, lót bên trong lót vải, dây này để mình đựng điện thoại rất là ok ha. Lên dùm shop một mã là 5519 ha, 220, 5519 220. Và cái đến
Đó là một chiếc ví thẻ thương hiệu Celine, ví móc khóa thương hiệu Celine ha. Và một cái nút để mình mở ra. Ở đây đựng chìa khóa, một ngăn đây và một ngăn đây. Lót sạch đẹp ha. Lên nhịp shop mã là 5542, 5542. Để mình gài lại như này, chắc chắn 5542. Và cái đến đó là một chiếc ví vân xước thương hiệu LV, da rất là đẹp luôn. Bên trong và thương hiệu LV ở đây, Made in Spain, là gia công tại Tây Ban Nha. Cái này để mình đựng khóa ha. Bên trong dập thương hiệu LV đây. Đó. Lên dùm shop một mã là 5543 400. 5543 400. Thương hiệu LV. Đừng móc khóa. Và một chiếc ví rất là đẹp ha. Da kỳ nhông. Và một ngăn ở đây. Bên trong dập thương hiệu Media. Media dập nổi đây. Và sẽ có một ngăn ở đây để mình đựng những vật dụng quan trọng. Và một ngăn đây, bên trong đều lót sạch đẹp. Lên dùm shop một mã là 5484 ha, 400. 5484 400. Da kỳ nhông còn rất là mới ha. Đó. Da kỳ nhông. Và cái đến đó là một chiếc ví thương hiệu Cot. Ở đây dập hình bông hoa hồng, dập và hình con bọ ha, thương hiệu Cot. Và sẽ có một nút để mình mở ra. Ở đây đừng cạp visit chúng ta chị thân, đừng cạp visit chúng ta chị thân. Một ngăn đây và một khóa cái mẹ đây. Bên trong là lót sạch đẹp bên đây. Lên dùm shop một mã là 5547 ha. 5547 150. Và cái đến đó là một chiếc ví thương hiệu Cot đây. Và một ngăn đây. Lót bên trong lót vải và sẽ có một khóa cáo mềm. Một ngăn đây. Đây đựng cạp ví dưới trên tay chị thân. Một ngăn đây. Và một khóa cáo mềm đây. Lót cả lót vải sạch đẹp. Ở đây đựng cạp ví dưới trên tay chị thân. Da rất là đẹp ha. Lên dùm shop một mã. Năm năm không ba hai trăm hai. Năm năm không ba hai trăm hai. Và kế đến và một chiếc ví thương hiệu Cot, khuyên khóa còn rất là sáng. Sẽ có một cái nút để mình mở ra. Bên trong dập thương hiệu Cot. Những chiếc ví dài thì mình sẽ đựng vừa điện thoại nhé. Ở đây đựng cặp với dưới tài thị thân. Và một ngăn đây và có một cái khóa cáo miệng đựng cạp ví dưới tay tùy thân. Và một ngăn đây lót vải sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 5547 ha, 120. 5547 120. Và kế đến đó là một chiếc lết cầm tay ha, da dập vân. Và ở đây sẽ có một cái nút để mình mở ra. Bên trong đựng rất là nhiều đồ ha. Mở một ngăn đây và có một cái để mình gài lại như thế này. Và một ngăn đây, bên trong lót sạch đẹp ha. Lên dùm shop một mã là 5496 ha, 400. 5496 400. Lết cầm tay như thế này để mình đi tiệc rất là xinh xắn luôn. Và cái đến đó là một chiếc lết da thật toàn bộ ha, chất liệu là da. Sẽ có một nút khít 500 đây, chắc chắn kích thước của chiếc lết bề ngang là 22, chiều cao là 14 và bề dày là 3. Sẽ có một khóa cắn miệng ở đây. Bên trong lót vải, ở đây đựng cặp với dưới tay tùy thân. Bên trong lót vải ha, sạch đẹp. Lên dùm shop một mã là 5515 200. 5515 200. Và một
chiếc ví ha, da trăng thật 100%. Ở đây sẽ có một cái nút bên trong đựng cả phí dịch tại tùy thân, và bên trong ở đây lót bên trong nó sẽ bị vơ mất thời gian ha. Lên dùm shop một mã là 5491 ha, 109, 5491, 109. Và kế đến đó là một chiếc ví thương hiệu Cót ha, da thật toàn bộ. Ở đây sẽ có một cái nút để mình mở ra, thì bên trong đựng cả phí dịch chế tài tùy thân và một ngăn đây, và một ngăn đây có một cái khóa cắm miệng đây. Bên trong là sạch đẹp ha. Lên dùm shop một mã làm 5546 ha, 300, 5546 300. Và có một cái nút để mình gài lại thế này, chắc chắn ha, thương hiệu Cót. Và kế đến đó là một chiếc lết cầm tay ha, màu này là màu xanh, da là da thật, kích thước bề ngang là 23, chiều cao 13 và bề dày là 6. Sẽ có một khóa cắm miệng đây. Bên trong là lót vải ha, và một ngăn ở đây. Lót vải ha, sạch đẹp, và một ngăn này, và một ngăn ở đây nữa ha, rất là nhiều ngăn, và một ngăn ở đây. Lót vải sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã 5561 108, 5561 108. Và kế đến đó là một chiếc ví, kích thước của chiếc ví bề ngang 20, chiều cao là 10. Và đây, ở đây ha, sẽ có một khóa cá miệng ở đây. Bên trong một ngăn đây, đây đựng cặp visit giấy tờ tùy thân, và một ngăn đây, và một ngăn đây, và da là da xước ha. Lên dịch shop một mã là 5544 220, 5544 220. Và cái đến đó là một chiếc kính ha, một chiếc kính còn full vỏ ha, full vỏ, và kính này dạng là kính mát thương hiệu CK Calvin Klein. Đó. Kính này dạng kính mát, mình sẽ mở ra như thế này thì bên trong nó sẽ khoen khóa còn vàng ươm, sáng bóng ở chỗ này. Đó. Mình mang vào ha thì sẽ rất là mát, mát thương hiệu Calvin Klein CK. Và kích thước của chiếc kính là cái tai. Tai kính là 82. Cái kính là 82. Có tới 135. Tai kính là tới 135. Và cái tai chỗ này để vô hốc mũi là 16. Và tâm kính là 62 ha. Tâm kính giữa tâm đây và tâm đây là 62. Lên dùm shop một mã 5566 ha, 5566 420. Và kế đến đó là một chiếc ví ha, thương hiệu Cót, dập nở đây và có một cái nút để mình mở ra, thì đây đựng cả phí dịch tại tùy thân, cả phí dịch tại tùy thân thương hiệu Cót. Và sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây, lót bên trong sạch đẹp, và một ngăn đây bên trong sạch đẹp hết ha. Lên nhìn shop một mã là 5494 ha, 400, 5494 400. Và cái đến đó là một chiếc lết
rất là đẹp ha. Màu này là màu xanh. Kích thước của chiếc lớp bề ngang là 28, chiều cao 20 và bề dày là 7. Ở đây để mình xỏ vào tay như thế này. Da này là da thật ha. Và sẽ có một khóa cá nguyện ở đây. Bên trong một ngăn đây. Đây là miếng test da luôn ha. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp và một khóa cá nguyện ở đây là sạch đẹp. Thương hiệu dập nổi đây. Lên dùm shop một mã là 5562 400, 5562 400. Và kế đến đó là một chiếc ví da thật ha, da mộc. Cái này là mình đựng vừa điện thoại ha. Ở đây da full da và một khóa cá miệng ở đây. Ở trong nó sẽ có va vấp ha, và một ngắn đây, đây đựng cả full chiếc tài điện thân, và một ngắn đây. Lên dùm shop một mã là 5107 ha, 109, 5107 109. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo da thật hết ha, da thật. Kích thước của chiếc túi đeo chéo bề ngang là 21 ha, chiều cao là 17 và bề dày là 8. Nếu mình đeo chéo rất là ok, đầy da. Và một ngăn ở đây sạch đẹp và một khóa cá nguyện ở đây. Bên trong lót sạch đẹp ha, dập hiệu thương hiệu ha, thương hiệu này của Ý. Và một sạc một khóa cá nguyện ở đây, lót sạch đẹp. Lên dùm shop một mã là 5527 ha, 207. Chiếc túi đeo chéo rất là vintage, đựng vừa điện thoại và ví dài. Cái đến đó là một chiếc ví thương hiệu Cót ha. Kích thước bề ngang 20, chiều cao 10, dập thương hiệu Cót ở đây. Một ngăn đây và một ngăn đây, có một cái nút. Một ngăn đây, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, sạch đẹp ha, thương hiệu Cót. Màu này là màu tím ha, màu tím. Lên dùm shop một mã 4730 202, và có một cái nút để mình gài lại như này chắc chắn ha. Và cái đến đó là một xà bông thương hiệu Ninagishi. Đó, còn full hộp như này ha, xà bông này rất là thơm. Full hộp thương hiệu Ninagishi. Lên dùm shop một mã ha. 5534 200. 5534 200. Và một chiếc túi để mình đeo vai, da là da thật. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 26, chiều cao 19 và bề dày là 9. Để mình đeo chéo ha, thương hiệu dập nổi đây. Da là da thật, một ngăn ở đây sạch đẹp và một ngăn ở đây X500, một ngăn đây da và một ngăn đây là da ha. Thương hiệu dập nổi đây. Bên trong lót da khá là đẹp. Lên dùm shop một mã là 5528 250, 5528 250. Và kế đến đó là một chiếc ví Cót, chất liệu là vải dục, dập hiệu thương hiệu Cót ở đây. Và một cái nút để mình mở ra, thì bên trong một ngăn đây nó sẽ có va vấp thời gian. Và ở đây đựng cạp với chiếc tài điện thân, dập thương hiệu Cót. Và một ngăn đây lót vải sạch đẹp ha. Lên dùm shop một mã là 5548 ha, 5548 150. Và một chiếc ví dài thương hiệu Cót, chất liệu là vải dục, đặc trưng của thương hiệu Cót. Và thương hiệu Cót dập nổi đây, sẽ có một khóa cá miệng bên trong. Đây đựng cạp với giấy tờ tùy thân, một ngăn đây
dây điện cạp với giấy tờ tùy thân. Là nhịp shop một mã là 5508 ha, 320, 5508 320. Và kế đến đó là một chiếc ví thương hiệu COS, chất liệu là vải dù đặc trưng của thương hiệu COS, một ngăn đây lót vải sạch đẹp và một khóa cá mịn bên trong, điện cạp với giấy tờ tùy thân, một ngăn đây dây điện qua bóp thời gian ha, một ngăn đây sạch đẹp. Lên nhập shop một mã là 5507 ha, 209, 5507 209. Và một chiếc ví thương hiệu COS, chất liệu là da canvas của hãng COS ha, và sẽ có một khóa cá miệng ở đây. Thì bên trong đây đựng cặp với giấy tờ tùy thân, một ngăn đây và một khóa cá miệng, đây đựng cặp với giấy tờ tùy thân. Này nó sẽ có va vấp chút đỉnh như chỗ này ha. Lên nhập shop một mã là 5506 308, 5506 308. Và cái đến đó là một chiếc ví rất là đẹp, một ngăn ở đây bên trong lót vải sạch đẹp, dạp thương hiệu Anasui, ở đây đựng cặp với giấy tờ tùy thân, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, sạch đẹp. Lên nhập shop một mã là 5502 209, 5502 209. Và một chiếc ví ha, dập vân 6 ở đây, bên trong dập hiệu thương hiệu Made in Italy, đựng cặp với giấy tờ tùy thân, một ngăn đây và một ngăn ở đây để đựng những vật dụng quan trọng. Lên dùm shop một mã 5485 400. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Số điện thoại của shop 0973 952507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.